2 giờ sáng ngày 15 tháng 8, sân vận động quốc gia Warsaw ở Ba Lan sẽ hóa sân đấu khảnh tráng, sánh dưng là nơi hội tụ mọi ánh nhìn của những tín đồ Túc Cầu giáo trên toàn thế giới. Hơn 2 tháng kể từ ngày đặt chân lên đỉnh trời Âu, giờ đây những nhà vô địch sẽ có cơ hội hội ngộ để quyết chiến cho một danh hiệu, đánh dấu thời khắc mở ra mùa giải mới của bóng đá châu Âu. Nhà vua tuyệt đối ngự trị trên bầu trời lục địa già Real Madrid đã sẵn sàng hành quân tới thánh địa trên đất Ba Lan cho mục tiêu khẳng định sức mạnh vô đối và có bước chạy đà hoàn hảo trong mùa giải này. Trong khi đó, chuyên gia săn ông lớn Atalanta sẽ sắm vai kẻ thách thức tìm đến cùng hành trang là chiếc cúp Europa League và quyết tâm cho viễn cảnh hạ bệ Los Blancos. Liệu rằng cuộc chiến của những nhà vua tại trận tranh siêu cúp châu Âu sắp tới đang ẩn chứa điều gì đáng chờ đợi ở phía trước? Ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với những nhận định của trận siêu cúp châu Âu mùa giải năm nay nhé. Siêu cúp châu Âu là trận đấu được tổ chức thường niên giữa các nhà đương kim vô địch Champions League và Europa League, được diễn ra vào trước mỗi mùa bóng ở giải bóng đá châu Âu và được coi là bước khởi động để mở màn hành trình trong mùa giải mới. Như thường lệ thì hai đại diện góp mặt ở trận tranh siêu cúp châu Âu tới đây cũng sẽ đều đặt chân tới Warsaw cùng hành trang mang theo là chức vô địch châu Âu ở mùa giải năm ngoái. Với Real, đó là lần thứ 15 lên đỉnh giải đấu danh giá nhất UEFA Champions League. Trong khi đó, Atalanta hiện cũng đang là nhà vô địch của UEFA Europa League. Về sức hấp dẫn và độ cao quý của hai danh hiệu này, rõ ràng Champions League nhỉnh hơn rất nhiều so với giải đấu cấp dưới. Đồng thời, khi đánh giá cả về lịch sử, thành tích, chuyên môn và lực lượng, kênh kênh trắng cũng đều cho thấy sự vượt trội hoàn toàn so với đối thủ Atalanta tới đây. Trong hành trình lên đỉnh trời Âu mùa giải năm ngoái, như thường lệ thì Real vẫn luôn biết cách để mang đến cho người hâm mộ cảm giác về phẩm chất vĩ đại của nhà vua luôn hiện hữu ở họ. Real đã đánh bại hàng loạt tên tuổi lẫy lừng trên chặng hành trình của mình để chạm tới chiếc cúp tay vòi danh giá. Lần lượt từ Man City hùng mạnh dưới trướng của Pep đến hùng xám số 1 nước Đức Bayern Munich và cuối cùng là tập thể lì lợm Borussia Dortmund trong trận chung kết. Tất cả đều bị hạ gục và trở thành bại tướng với lần lên ngôi lần thứ 15 trong lịch sử của Los Blancos ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Công bằng mà nói thì chặng đường mà Real Madrid đã đi không hoàn toàn bằng phẳng khi họ đã phải đối mặt với đầy rẫy khó khăn ở các vòng tứ kết và bán kết với việc phải thi đấu hiệp phụ và loạt sút lần lượt. Tuy vậy, điều này chỉ càng khẳng định thêm sức mạnh và bản lĩnh của thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti, điều mà người ta vẫn luôn ngưỡng mộ trong suốt lịch sử đội bóng hoàng gia. Không chỉ thành công ở đấu trường châu lục để giật lấy tấm vé vào chơi trận tranh siêu cúp châu Âu, ở đấu trường quốc nội trong mùa giải vừa rồi, Real cũng đang dần xây dựng nên một đế chế bất khả chiến bại với một siêu cúp nhà vua Tây Ban Nha và một La Liga. Qua đó họ cũng chính thức hoàn tất một mùa giải đại thành công cùng cú ăn 3 danh hiệu. Nếu như có thể giành lấy thêm một chiến thắng trong trận cầu tới đây, mạch thăng hoa của Real Madrid sẽ được nối dài để họ viết tiếp chu kỳ thành công rực rỡ trong lịch sử đội bóng. Phía bên kia chiến tuyến, công bằng mà nói thì Atalanta cũng đã có một mùa giải tương đối thành công, nếu như không muốn nói là còn có phần ấn tượng. Ở đấu trường quốc nội, Atalanta kết thúc mùa giải với vị trí trong top 4. Đoàn quân của vị thuyền trưởng Gian Piero Gasperini đã ghi dấu trong lòng người hâm mộ với lối đá khoa học và nhịp tấn công đầy nhuần nhuyễn. Họ chính là hàng công tốt thứ 3 tại Serie A khi đã có 72 lần xuyên mảnh lưới đối thủ. Và đây cũng được dự báo là điều mà Real sẽ không hề dễ dàng để tìm ra cách khắc chế trong trận cầu tới. Về hành trình đến chiếc tranh siêu cúp châu Âu, Atalanta đã vô địch Europa League mùa trước. Dù chỉ chơi ở giải hạng 2 của châu Âu, thế nhưng Atalanta vẫn chứng tỏ được sức mạnh đáng gờm với chiến dịch vòng bảng bất bại cùng 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Bước vào vòng knockout, đại diện nước Ý thậm chí còn tạo nên nhiều cơn địa chấn ấn tượng hơn nữa với bản lĩnh của mình. Sau khi vượt qua Sporting Lisbon ở tứ kết, Atalanta khi đó đối đầu với ông lớn Liverpool và không được đánh giá cao khả năng chiến thắng. Nhưng rồi với những tính toán hợp lý, họ đánh bại đoàn quân của Klopp với tổng tỷ số 3-1. Sau đó, họ tiếp tục đánh bại cả đội bóng giàu truyền thống của nước Pháp Marseille để gặp Bayer Leverkusen đang giữ mạch bất bại cả mùa ở trận chung kết. Nhưng rồi thêm một cơn địa chấn nữa được tạo ra khi Atalanta cho thấy bản lĩnh thực sự. Họ đánh bại Leverkusen tới 3 bàn không gỡ và trở thành đội bóng duy nhất thắng được nhà vô địch Bundesliga trong suốt cả mùa giải. Với những màn trình diễn kể trên, rõ ràng Real dù rất mạnh nhưng cũng không thể xem thường đối thủ của mình nếu họ không muốn xảy trận đáng tiếc. Về phong độ thời gian gần đây, Los Blancos mùa hè này đã chơi tổng cộng 5 trận giao hữu để chuẩn bị cho mùa giải mới sắp sửa khởi tranh. Họ đã có được tổng cộng 3 chiến thắng trước các đối thủ là đội bóng ít tên tuổi ABCT cùng hai ông lớn là Dortmund và Chelsea. Ở hai trận đấu còn lại,
Real đã phải nhận thất bại trước các đối thủ là AC Milan và Barcelona. Còn về phía Atalanta, đại diện Italia không thi đấu giao hữu nhiều trong giai đoạn tiền mùa giải. Họ chỉ có 3 trận giao hữu, trong đó có trận hòa trước AZ Alkmaar và để thua Parma. Xét về lịch sử đối đầu, trong suốt quá khứ, đôi bên mới chỉ 2 lần gặp nhau ở các trận bán kết của Champions League mùa giải 2020-2021, nơi mà Real đã giành chiến thắng trong cả lượt đi và lượt về trước Atalanta. Tuy nhiên hơn là vậy, nhưng cũng có một thống kê rất đáng lưu tâm xét theo phương diện lịch sử. Cụ thể, trong số các trận siêu cúp châu Âu từng được diễn ra, mới chỉ có 3 lần mà một đại diện Tây Ban Nha đối đầu với đại diện còn lại đến từ Italia. Trong số 3 lần gặp gỡ đó, có tới 2 lần chiến thắng thuộc về phần của các đội bóng đến từ Syria, với chủ nhân của siêu cúp châu Âu đều là AC Milan. Chỉ có duy nhất một lần vào năm 2010, nhà vô địch C2 Atletico Madrid khi đó đã đánh bại được cựu vô địch Champions League Inter Milan để giành lấy danh hiệu này. Trước thêm trận đấu quan trọng, Atalanta rõ ràng đang là đội bị đánh giá yếu hơn dựa trên rất nhiều khía cạnh. Ngay cả về tình hình lực lượng, huấn luyện viên Gasperini cùng các cổ động viên Atalanta cũng đang phải đón nhận những tin tức không mấy tích cực. Theo đó, trong loạt trận giao hữu mùa hè vừa qua, Nicolò Zaniolo được thông báo đã lại gặp phải một chấn thương không thể thi đấu do bị viêm gân ở chân trái. Cũng là vết đau đã khiến anh phải tạm biệt cơ hội chơi cho tuyển Ý tại Euro 2024 tới đây. Trong khi đó, tân binh Matteo Retegi không để lại nhiều dấu ấn trong trận đầu ra mắt. Đó là còn chưa kể tới trường hợp của tiền đạo chủ lực Gianluca Scamacca đã bị đứt dây chằng chéo trước đó ít lâu, buộc anh phải ngồi ngoài trong khoảng thời gian từ khoảng 6 đến 7 tháng. Mọi chuyện còn chuyển biến tệ hơn khi tiền vệ trụ cột Theun Koopmeiner nhiều khả năng cũng sẽ không tham gia vào trận đấu này như một phần trong động thái với mong muốn được chuyển đến Juve chơi bóng. Trái ngược với loạt tin dữ về mặt lực lượng của Atalanta, Real hiện tại đang hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận cầu tới đây. Chỉ có cá biệt một vài trường hợp vừa trở lại trong quãng thời gian nghỉ ngơi hậu Euro 2024. Tuy vậy, những ngôi sao này vẫn hoàn toàn có thể vào sân thi đấu nếu được tin dùng. Về đội hình xuất phát, Real có lẽ sẽ đưa ra sân đội hình mạnh nhất với Lunin là người đứng trong khung gỗ. Ở phía trên, bộ tứ vệ sẽ bao gồm Cavahan bên phía cánh phải, Flamendi cánh trái cùng bộ đôi Militao, Rudiger án ngữ trong vòng cấm. Lên tới hàng tiền vệ, Camavinga sẽ chơi thấp nhất để hợp cùng Jude Bellingham và Van Verde, nhằm hỗ trợ cho bộ ba hủy diệt mới của đội bóng chủ sân Bernabeu gồm Rodrigo, Mbappe và Vinicius. Trong khi đó, đội hình nhiều lỗ hổng, Atalanta vẫn sẽ cố gắng đưa ra sân những quân bài tối ưu nhất. Trong khu gỗ sẽ là Musso, lựa chọn số 1 của đại diện Syria. Phía trên là bộ ba trung vệ Jim City và Isaac Hien. Bộ đôi tiền vệ trung tâm có sự xuất hiện của De Bruyne đã cặp cùng với Ederson. Hai tiền vệ cánh là Zappacosta bên phải và đối diện là Ruggeri. Trong khi đó, đảm nhận nhiệm vụ lĩnh sướng hàng công, Lukman và De Ketler sẽ chơi lùi xuống, hỗ trợ cho mũi nhọn tân binh Retegui. Một trận đại chiến thực sự trên đất Ba Lan để mở màn mùa giải mới đáng chờ đợi sẽ cùng được Real Madrid và Atalanta tạo nên. Tất nhiên rồi, một danh hiệu để tạo đà tâm lý sẽ là điều cả đôi bên hướng tới cho màn đọ sức tới đây. Los Blancos chắc hẳn là đội cửa trên khi được đánh giá nhìn hơn về mọi mặt. Tuy vậy, trong một trận chiến sống còn mang tính quyết định trực tiếp, mọi biến số là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dẫu sao, Real và Atalanta vẫn có đủ sức hút để hứa hẹn gửi tới người hâm mộ một bữa tiệc khai vị giàu cảm xúc. Và hãy cùng chờ xem chiến thắng chung cuộc sẽ gọi tên ai để bước lên bục vinh quang tại sân khấu Warsaw, Ba Lan.